xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống, chủ đề 6, thiên nhiên kỳ thú. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 1, loài chim của biển. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết điểm khác nhau giữa chim và cá. Các em quan sát, đây là hình ảnh bức tranh là những con chim đang bay lượn trên bầu trời. Còn ở dưới mặt nước đó là hình ảnh những chú cá đang bơi lội dưới nước đấy. Vậy các em hãy cho cô giáo biết điểm khác nhau giữa chim và cá. Các em ạ, chim và cá nhìn chung là loài cá biết bơi thì không biết bay. Còn loài chim biết bay thì lại không biết bơi. Nhưng có một loài chim rất đặc biệt, vừa biết bay lại vừa biết bơi. Mà đặc biệt hơn là ở chỗ loài chim này vừa bay giỏi, vừa bơi tài. Đó là loài chim nào các em có biết không? Các em ạ, đó là loài chim hải âu đấy. Và loài chim này là loài chim của biển cả đấy. Vậy cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài đọc ngày hôm nay, loài chim của biển cả. Các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài. Loài chim của biển cả. Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có thể sải cánh lớn, nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rất giỏi, nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển. Như vậy các em vừa lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài Loài chim của biển cả. Để các em đọc tốt được bài này, chúng ta cần lưu ý một số tiếng từ khó trong bài. Cô mời các em hãy phát âm và đọc cho cô giáo những từ này nhé. Loài, loài. Biển, biển. Thời tiết, thời tiết. Mặt nước, mặt nước. Dập dềnh, dập dềnh. Cô mời các em đọc lại các tiếng từ này. Loài, biển, thời tiết, mặt nước, dập dềnh. Bây giờ cô hướng dẫn các em đọc một số câu dài như sau. Câu thứ nhất, các em lắng nghe cô giáo đọc xem cô giáo ngắt hơi ở đâu và cô nghỉ hơi ở đâu nhé. Hải âu còn bơi rất giỏi, nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Vậy các em nghe cô đọc rồi và cho cô biết cô giáo ngắt hơi ở đâu. Các em ạ, cô giáo ngắt hơi ở sau chữ giỏi đấy. Đây là cụm từ dài, chúng ta phải ngắt hơi ở sau chữ giỏi. Và cô giáo nghỉ hơi ở đâu? Cô nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Cô giáo dùng hai vạch để thể hiện đây là cô nghỉ hơi, còn một vạch là cô giáo ngắt hơi các em nhé. Chúng ta cùng nhau luyện đọc lại nào. Các em hãy đọc theo cô. Hải âu còn bơi rất giỏi, nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu nhé. Chúng ta cùng nhau luyện đọc câu thứ nhất. Loài chim của biển cả. Hải âu là loài chim của biển cả. Các em lưu ý chữ loài. Hải âu là loài chim của biển cả. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện đọc câu thứ hai. Chúng có sải cánh lớn nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu thứ ba. Hải âu còn bơi rất giỏi, nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Chúng ta luyện đọc câu tiếp theo.
Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Chúng ta luyện đọc câu tiếp nhé. Đôi khi chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Chúng ta luyện đọc câu tiếp theo. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Chúng ta luyện đọc câu tiếp nhé. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng ta luyện đọc câu cuối cùng. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từng câu trong bài. Bây giờ cô vừa hướng dẫn các em chia đoạn nhé. Bài đọc này được chia làm mấy đoạn? Các em ạ, bài đọc này được chia làm hai đoạn đấy. Đoạn 1 là từ đầu cho đến có màng như chân vịt. Đoạn 2 là từ hải âu cho đến hết đấy. Đây chính là nội dung của đoạn 1 và đây là nội dung của đoạn 2. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn nhé. Loài chim của biển cả. Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có sải cánh lớn nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rất giỏi, nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Trong đoạn 1, các em cần lưu ý cho cô từ sau. Sải cánh, các em hiểu ở đây sải cánh có nghĩa là độ dài của cánh rất là dài và vươn dài hai cánh để bay thì được gọi là sải cánh. Các em có thể quan sát bức tranh ở trong sách giáo khoa. Đấy là hình ảnh con chim hải âu đang sải cánh bay đấy các em. Đây là hai cái cánh của chim hải âu rất là dài. Các em hiểu cho cô nghĩa của từ tiếp theo, đó là từ đại dương. Các em cũng có thể quan sát vào bức tranh ở dưới đây. Đây chính là đại dương mênh mông đấy các em ạ. Đại dương là biển cả rất là lớn, rộng lớn. Đại dương ở đây có nghĩa là biển lớn, rộng, mênh mông thì được gọi là đại dương. Từ tiếp theo là từ màng. Các em ạ, màng ở đây có nghĩa là cái màng của chân con vịt đấy, và cái phần da nối với các ngón chân với nhau thì được gọi là màng đấy các em ạ. Đấy, màng của giống như kiểu chân của con vịt ấy, thì con chim hải âu này nó cũng có cái màng. Cái màng mà nối giữa các ngón chân với nhau ấy thì được gọi là màng các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại đoạn 1 nhé. Loài chim của biển cả. Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có sải cánh lớn nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rất giỏi, nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Chúng ta cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 2 nhé. Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển. Ở trong đoạn 2, các em hiểu cho cô nghĩa từ sau. Dập dềnh. Dập dềnh ở đây có nghĩa là chuyển động lên xuống nhịp nhàng trên mặt nước thì được gọi là dập dềnh. Ở đây các em quan sát hình ảnh mặt biển ở trên màn hình, đó chính là mặt biển đang dập dềnh nước đấy các em. Nhô lên rồi lặn xuống rồi dập dềnh, chuyển động lên xuống nhịp nhàng trên mặt nước thì được gọi là dập dềnh đấy. Các em hiểu cho cô từ tiếp theo, đó là từ bão. Bão ở đây là một hiện tượng thời tiết bất thường, có gió mạnh và mưa lớn. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc lại đoạn 2 nhé. Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại cả bài nhé. Loài chim của biển cả.
Hải âu là loài chim của biển. Chúng có sải cánh lớn nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rất giỏi nhờ chân của chúng có màng như chân vịt. Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh. Khi trời sắp có bão, chúng bay thành đàn tìm nơi trú ẩn. Vì vậy, hải âu được gọi là loài chim báo bão. Chúng cũng được coi là bạn của những người đi biển. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc này nhé. Các em hãy nhớ lại nội dung của bài đọc và trả lời cho cô câu hỏi sau. Câu hỏi A. Hải âu có thể bay xa như thế nào? Các em ạ, trong bài chúng ta vừa đọc, chúng ta biết được rằng hải âu có thể bay xa, bay qua những đại dương mênh mông đấy. Đại dương là một vùng biển rất là rộng lớn, mênh mông, mà hải âu có thể bay rất là xa, có thể bay qua được những đại dương mênh mông đấy các em ạ. Câu hỏi B. Ngoài bay xa, hải âu còn có khả năng gì? Các em ạ, hải âu ngoài có khả năng bay xa thì nó còn có khả năng bơi rất giỏi đấy các em ạ. Như vậy đây là một loài chim vừa biết bay lại còn biết bơi đấy. Như vậy hải âu là một loài chim rất là tài giỏi các em ạ. Vì sao hải âu được gọi là loài chim báo bão? À các em ạ, tại vì khi trời sắp có bão thì hải âu bay thành từng đàn để tìm nơi trú ẩn. Và nhờ vào hiện tượng báo bão của chim hải âu, khi mà con người chúng ta thấy hải âu bay thành từng đàn ở trên bầu trời và tìm nơi trú ẩn thì mọi người đoán được là trời sắp có bão đấy. Do đó, chim hải âu cũng được gọi là bạn của người đi biển. Vì người đi biển khi nhìn thấy chim hải âu bay thành từng đàn thì đã biết để tìm về nơi trú ẩn và đưa thuyền về neo đậu tại bến vì để tránh bão đấy. Như vậy là hải âu cũng là một con chim, là một loài chim, là bạn của những người đi biển đấy các em ạ. Tiếp tục, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi A và B ở mục 3. Câu hỏi thứ nhất, hải âu có thể bay... Đây là câu trả lời nhưng vẫn còn thiếu. Nhiệm vụ của các em là phải điền vào chỗ chấm chấm cho đầy đủ thành câu hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ điền như sau. Hải âu có thể bay qua những đại dương mênh mông. Đây là câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi A ở mục 3 đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết câu này vào vở nhé. Cô mời các em lấy vở ô ly, chúng ta cùng nhau luyện viết nào. Các em lắng nghe cô giáo đọc để chúng ta cùng nhau viết bài nhé. Khi viết, các em lưu ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Khi viết, các em lùi vào một ô so với lề vở. Chúng ta bắt đầu viết bài nhé. Hải âu. Hải âu. Hải âu. Có thể. Có thể. Có thể. Có thể. Bay qua. Bay qua. Bay qua. Những đại dương. Những đại dương. Những đại dương. Mênh mông. Mênh mông. Chấm hết. Các em nghe cô đọc lại câu để chúng ta soát lỗi nhé. Hải âu có thể bay qua những đại dương mênh mông. Chấm hết. Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho câu hỏi B ở mục 3.
Câu hỏi B. Chúng ta còn thiếu ở phần chấm chấm chưa điền đầy đủ cho câu trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời đầy đủ cho câu hỏi B nhé. Ngoài bay xa, hải âu còn. Chúng ta sẽ điền như sau. Ngoài bay xa, hải âu còn bơi rất giỏi. Đây là câu trả lời cho câu hỏi B ở mục 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết câu này vào vở nhé. Khi viết các em lưu ý đầu câu chúng ta viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Và khi viết chúng ta lùi vào một ô so với lề vở. Chúng ta bắt đầu viết bài nhé. Ngoài bay xa, ngoài bay xa, phải hải âu. Hải âu còn bơi rất giỏi. Chấm hết. Các em nghe cô đọc lại câu để chúng ta soát lỗi nhé. Ngoài bay xa, hải âu còn bơi rất giỏi. Chấm hết. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em học xong bài tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.